siêu thị máy tính chị Anka xin chào. Hôm nay thì Anka sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm nữa của Asus, đó là Asus UX410UQ. Vâng, ZenBook UX410UQ này có tông màu xám Tây Anh được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Ngoài ra sắp tới hãng còn có thể ra mắt phiên bản màu vàng hồng. Asus UX410UQ được thiết kế với giá thành rất là tốt nhằm tạo điều kiện kích cầu mua sắm dành cho nữ công sở. Đánh giá về kiểu dáng tổng quan, Asus UX410UQ với hai tông màu khác nhau lấy cảm hứng từ thiên nhiên, xám thạch anh hoặc là vàng hồng. Được chế tác từ nhôm nguyên khối có lớp vỏ vân tròn đồng tâm đặc trưng lấy cảm hứng từ dòng laptop doanh nhân ZenBook. Dòng sản phẩm UX410UQ này có xu hướng mỏng và nhẹ với một thiết kế lịch lãm, cổ điển nhưng mới lạ với kích thước màn hình 14 inch, viền rất là mỏng 0,6mm, tạo cảm giác như một chiếc laptop 13,3 inch. Bàn phím checklist thiết kế công thái học, đen nền với 3 mức độ sáng khác nhau. Hành trình phím lên tới 1,6mm giúp bạn cảm nhận thật và chính xác hơn khi gõ văn bản. Bàn di chuột tráng gương và thiết kế cạnh vát kim cương mang đến sự tiện lợi và sự sang trọng cho người sở hữu. Khối lượng thân thiện ở mức 1,4kg, độ dày 1,9cm kết hợp với viên pin 3 cell đồng nghĩa với việc bạn có thể dễ dàng mang máy đi mọi nơi. Thời lượng dùng pin linh hoạt khoảng 5 giờ liên tục. Âm thanh tuyệt vời với hai loa bếp rìa của máy đảm bảo rằng Asus UX410UQ sẽ cho bạn một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Asus UX410UQ được trang bị cổng USB Type-C mới với thiết kế chiều nào cũng có thể cắm đúng, giúp bạn kết nối các thiết bị trở lên thật là dễ dàng. Bên cạnh chính là cổng USB 3.0, công nghệ này cho tốc độ truyền tải gấp 10 lần so với các kết nối USB 2.0 thông thường. Thêm vào đó là ở cạnh giá chúng ta sẽ có một cổng HDMI và một combo jack 3.5mm. Ở cạnh phải thì bao gồm hai cổng USB thường và một khe cắm thẻ nhớ SD để bạn có thể dễ dàng lấy dữ liệu từ máy ảnh một cách tiện lợi. Máy được trang bị chip trung cấp Core i5 lõi kép, dung nhịp 2,5 GHz đến 3,4 GHz, thế hệ chip Kaby Lake mới nhất của Intel. Dung lượng RAM là 4GB DDR4 băng thông cao 2133MHz, ổ cứng HDD ở mức 500GB. Máy còn có card màn hình rời rất là phù hợp với những người làm việc văn phòng, ưa chơi game hoặc là có công việc liên quan tới đồ họa 3D. Màn hình IPS chống lóa, độ phân giải cao lên tới Full HD choáng ngợp sẽ luôn thỏa mãn thị giác của bạn. Dù bạn đang đọc văn bản, xem phim thì tất cả mọi thứ cũng đều rõ ràng, sắc nét. Như vậy là Asus UX410UQ là chiếc laptop 14 inch đầu tiên của Asus có thiết kế nhỏ gọn y như một chiếc laptop 13 inch. Nhờ áp dụng viền màn hình siêu mỏng chỉ 0,6cm, mang đến khả năng làm việc văn phòng tiện lợi mà vẫn cho dáng dấp linh động khi di chuyển. ZenBook UX410UQ này cho phép bạn kết nối nhanh hơn và xa hơn với chuẩn Wi-Fi AC mới nhất, nhanh gấp 3 lần so với chuẩn N trước đây. Như vậy chỉ hơn 15 triệu đồng thôi nhưng thích hợp với giới trẻ văn phòng, những bạn nữ yêu thích một sản phẩm thiết kế đẹp, thương hiệu nổi tiếng của Asus và cấu hình mạnh mẽ. Máy dành riêng cho những người dùng thường xuyên phải di chuyển và có giải trí đa dạng, Asus ZenBook là dòng sản phẩm tiên phong trong xu hướng công nghệ thời trang mỏng nhẹ cùng với nhiều tiện ích cao cấp phục vụ cho công việc. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Cần biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể truy cập đường link phía dưới hoặc là vào website ankhang.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.